Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với channel của Bay X và mình là Hana. Thì đây trên tay mình đang là một chiếc điện thoại đang rất là hot. Đây là con Z Flip và bây giờ mình sẽ làm một cái video về những cái tính năng độc lạ chỉ có duy nhất ở trên em này thôi. Ok, bây giờ hãy cùng mình vào video nha. Rồi và tại bạn Long Mobile đang có chương trình đặt trước Galaxy Z Flip. Các bạn nào mà quan tâm thì hãy click vào đường link bên dưới phần mô tả nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tính năng đầu tiên ở trên con Z Flip này. Đây là một cái tính năng mà khá là đặc biệt. Đó là cái tính năng để chúng ta có thể là trải nghiệm cái màn hình gập dựng của nó. Rồi như vậy là sao? Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Và ví dụ như bây giờ mình sẽ mở camera lên. Rồi các bạn có thể thấy ha. Hello. Rồi và khi mà mình gập cái màn hình này lên như thế này thì các bạn sẽ thấy là giao diện của nó sẽ tự động chia như thế này luôn. Và tức là chúng ta sẽ rất là tiện. Ví dụ như bây giờ mình bỏ điện thoại xuống, sau đó là mình sẽ để video như thế này để mà mình quay vlog, hay là mình quay phim, hoặc là mình có thể là ngồi mình làm cái gì cũng được, chứ không phải nhất thiết là mình phải lúc nào cũng cầm cái điện thoại lên để mà mình quay giống như là những cái chiếc điện thoại bình thường, đúng không? Các bạn sẽ thấy điều này nó rất là đặc biệt. Đó, dành cho những bạn nào mà hay dùng camera để chúng ta quay phim, quay clock hay là vân vân này kia, cái kiểu này nó sẽ rất là tiện luôn. Kể cả là khi mà chúng ta chụp hình selfie cũng vậy, để ở đây chỉ cần điểm dây cái phát là làm kiểu thôi rồi chụp. Rất là tiện, mình rất là thích cái tính năng này luôn. Rồi ngoài ra thì mình thấy là nó cũng khá là giống với một cái laptop thu nhỏ, đúng không các bạn? Đó thì bây giờ ví dụ như là chúng ta sẽ mở YouTube lên để mình xem. Rồi các bạn thấy nó khá là giống một cái laptop mini, đó kiểu vậy. Rồi bé bé xinh xinh. Rồi các bạn sẽ có thể là vừa làm việc, các bạn sẽ có thể là vừa xem được video như thế này luôn. Mà nếu như mà bình thường thì nó sẽ là một cái chiếc điện thoại như thế này. Đó, không có gì để các bạn có thể là xem dễ cả. Đó, và khi các bạn bật lên như thế này thì mình thấy là mọi việc nó sẽ dễ dàng và nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Rồi và tính năng tiếp theo sẽ là những cái tính năng bên phía bên ngoài màn hình phụ này. Rồi chúng ta đều biết là trên con Z Flip chúng ta sẽ có thêm một cái màn hình phụ bên ngoài nữa. Thì ngoài cái việc mà chúng ta sẽ có thể xem giờ, xem ngày tháng, xem phần trăm pin, thì chúng ta sẽ còn có thể là xem cả những cái thông báo ở bên Facebook, hay là những cái kiểu như là bên Instagram, hay là có cuộc gọi, có tin nhắn đến thì nó sẽ thông báo ở trên cái màn hình phụ này cho chúng ta luôn. Đó là các bạn chỉ cần kéo vào phía bên phải thôi. Còn bây giờ nếu như mà các bạn kéo vào phía bên trái thì nó sẽ làm cái chức năng giúp các bạn có thể là chuyển đổi những cái bài hát khi mà các bạn nghe nhạc. Ok, bây giờ mình sẽ mở nhạc thử nè. Đó. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ gắp điện thoại lại. Rồi, và các bạn kéo qua bên phía bên này thì nó sẽ có chạy cho chúng ta những cái bài hát. Các bạn muốn chuyển bài này, các bạn muốn bấm dừng thì đó. Nó sẽ rất là tiện luôn, đúng không các bạn? Không cần phải mở điện thoại ra rồi chỉnh trên màn hình cái kiểu. Ok, thì đó là những cái thao tác ở bên ngoài màn hình phụ của chúng ta. Rồi, và một cái tính năng kế tiếp mà mình muốn giới thiệu cho các bạn luôn, đó là cái tính năng đa nhiệm ở trên em này. Ok. Rồi, và về đa nhiệm thì các bạn sẽ nhìn vào cái phần màn hình thì nó sẽ có sẵn một cái thanh ở đây, các bạn sẽ kéo ra. Thì ở đây nó sẽ là một trong những cái ứng dụng mà các bạn thường hay sử dụng nè. Rất là tiện, các bạn bấm phía bên này thì nó sẽ có rất là nhiều luôn. Các bạn sẽ có thể thêm được những cái ứng dụng mà các bạn thích. Rồi, và cái việc tiếp theo đó là chúng ta sẽ có thể là sử dụng hai ứng dụng cùng một lúc, chia đôi màn hình đi các bạn. Rồi hồi nãy là mình bấm ví dụ như bây giờ mình vào web để mình xem, xong sau đó mình vừa muốn xem YouTube nữa thì mình mở YouTube lên. Rồi đó, vậy là bây giờ màn hình của chúng ta đã được chia ra đó, và các bạn sẽ có thể là vừa xem YouTube này và chúng ta vừa có thể là lướt web các kiểu. Trời ơi, phải nói là cực kỳ tiện luôn. Và ở Z Flip thì chúng ta có một điểm đặc biệt, đó là chúng ta sẽ có thể là cong màn hình lên như thế này. Đó, rất là đã luôn. Vừa lướt web, vừa xem clip này kia cái kiểu. Và cái đường ngay chính giữa này lại ngay nó là cái mép để chúng ta sẽ có thể là dễ dàng xem hơn nữa, đúng không các bạn? Đã thế, không biết. Rồi ok, đây là cái tính năng chia đôi màn hình. Nếu các bạn xem cái tính năng này ở trên một cái điện thoại bình thường thì nó cũng
nó cũng rất là bình thường thôi đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta trải nghiệm trên Z Flip thì nó lại là một cái sự thú vị hơn, một cái cảm giác khác hơn. Đó. Rồi, tính năng tiếp theo nha các bạn, chúng ta sẽ có tính năng đó là sạc không dây cho thiết bị khác. Đó, và các bạn sẽ kéo cái tính năng thông báo xuống. Rồi các bạn sẽ thấy ở đây. Đây, các bạn nhấp vào cái biểu tượng pin pin này. Đó, power share này các bạn nhấp vào. Rồi, ok. Rồi, và mình thấy như vậy nó rất là tiện, bởi vì những cái thiết bị khác các bạn sẽ phải úp cái màn hình của bạn xuống bàn để mà các bạn sạc. Còn bây giờ với Z Flip chúng ta sẽ chỉ cần là để như thế này thôi. Đó, là máy chúng ta đã kiểu là sạc pin rồi, rất là tiện luôn, khỏi sợ là phải bị chày màn hình hay là gì hết. Ok, thật sự rất là tiện luôn nha các bạn ơi. Máy của mình vẫn đang sạc. Ok. Rồi, đó là cái tính năng sạc không dây cho thiết bị khác ở trên Z Flip nha. Ok, và tính năng tiếp theo đó là chúng ta sẽ có thể là gộp những cái nhóm album của máy lại với nhau để cho nó tiện lợi hơn mà. Rồi đầu tiên các bạn sẽ vào bộ sưu tập nha. Sau đó các bạn sẽ đã có rất là nhiều album đúng không? Cách để gộp album đó là các bạn sẽ giữ cái album như thế này, xong rồi các bạn cho vào đây. Đó, ví dụ như là đây là cái album của riêng mình đi thì mình sẽ đặt tên của mình. Đó, rồi như vậy rất là tiện, và các bạn sẽ có thể là phân ra nhiều kiểu album, kiểu như du lịch nè, rồi làm đẹp nè, hay là chụp hình này, video này, các kiểu các bạn sẽ có thể phân thành những cái thư mục như này. Như vậy mình cảm thấy nó rất là tiện. Đó. Rồi, và tính năng tiếp theo sẽ là một cái tính năng rất là thú vị, đó là tính năng lưu lại một khoảnh khắc. Rồi chúng ta sẽ mở camera trước. Ok, thì đây là cái tên của cái tính năng đó, là tính năng một đoạn. Ok, thử cho các bạn dễ hình dung nha. Bây giờ mình sẽ bấm nút quay. Xong sau đó chúng ta sẽ quay qua bên trái một xíu và quay qua phía bên phải, quay lên, quay xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Và tính năng này chúng ta sẽ có một cái bức ảnh đẹp nhất do máy nó tự chọn ra, và máy cũng sẽ tự động làm những cái bức ảnh phía dưới này, ví dụ như một đoạn boomerang này, rồi là chụp camera xóa phông này, đó, nền đen các kiểu, các bạn thấy không? Đó. Rồi chúng ta sẽ có những video như là trắng đen nè, video, rồi là nó sẽ tự tạo filter luôn. Đó, đó là tính năng lưu một khoảnh khắc của chúng ta. Các bạn chỉ cần chụp clear tùm lum như vậy thôi thì máy sẽ tự động là tạo như bức ảnh cũng như là video như thế này cho chúng ta nha. Ok, đây cũng là một cái tính năng mà mình rất là thích trên con này. Và tính năng tiếp theo là tính năng để giúp các bạn là mở máy ảnh kể cả khi là các bạn đang gặp điện thoại lại. Thì bây giờ mình sẽ gặp điện thoại lại. Rồi, và để khởi động cái máy ảnh này lên thì các bạn sẽ rất là đơn giản luôn. Các bạn bấm hai lần nút nguồn. Ta-da. Rồi, và các bạn sẽ có thể thấy ở đây nha, camera của nó đã được khởi động lên rồi. Camera ở ngay cái màn hình phụ nha các bạn. Đó. Rồi, và khi mà để chụp ấy thì các bạn chỉ cần bấm nút giảm âm lượng hoặc là các bạn bấm nút tăng âm lượng là máy nó sẽ tự động chụp cho chúng ta những cái bức hình luôn. Và khi các bạn mở máy lên như thế này thì tự động của nó sẽ là giao diện camera luôn nha các bạn. À, và tính năng tiếp theo cũng liên quan đến camera luôn, đó là chúng ta sẽ có thể là chụp hình và xem hình ảnh ở trên cái camera phụ, xem trước luôn nha các bạn. Rồi các bạn sẽ có thể thấy là ở bên góc phía bên phải chúng ta nó có chữ off ở đây và cái biểu tượng này, thì các bạn hãy nhấp vào đây để nó thành chữ on. Sau đó các bạn sẽ quay màn hình lại như thế này. Đó, các bạn sẽ có thể là thấy hình ảnh các bạn ở cái màn hình phụ này luôn. Đó, các bạn có thấy không? Vì vậy thì chúng ta sẽ có thể là selfie ở trên cái cụm camera chính luôn. Đó, chúng ta chỉ cần bấm nút giảm âm lượng hoặc tăng âm lượng để chụp ảnh thôi. Ok, rất là tiện lợi đúng không các bạn? Rồi, bây giờ đến tính năng cuối cùng luôn. Tính năng cuối cùng thì sẽ là cái tính năng để giúp chúng ta có thể là bắt cuộc gọi ngay cả khi là chúng ta đang gặp điện thoại lại. Thì bây giờ mình sẽ gọi điện thoại thử vào đây nha. Đó. Ok,
Các bạn có thể thấy là cuộc gọi nó sẽ hiện ở đây. Các bạn nhấp vào thì chúng ta sẽ có thể là nghe hoặc là từ chối, ngay cả khi là cầm trên màn phụ luôn. Nghe này. Alo. Rồi. Ok, đó là cái tính năng của chúng ta nha. Rồi, vừa rồi là những tính năng vô cùng độc đáo và thú vị, độc lạ ở trên Z Flip. Và chúng ta chỉ có thể sử dụng trên em này thôi, rất là thú vị đúng không các bạn? Rồi, và nếu như các bạn có thắc mắc hay là các bạn có ý kiến gì về con này thì hãy để lại comment bên dưới cho mình nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ like, share và subscribe channel của Bài X để xem thêm nhiều video hay hơn về